Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 24 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Polking như vậy là đã chính thức thay thế cho huấn luyện viên Piatek để dẫn dắt câu lạc bộ của Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cụ thể thì phía câu lạc bộ của Hà Nội đưa ra thông báo câu lạc bộ Công an Hà Nội hoàn tất các thủ tục để chào đón huấn luyện viên Polking trở thành tân huấn luyện viên của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải 2023-2024. Thời gian qua thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tiến hành đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Polking để nhanh chóng lấy lại sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Sau thời gian thương thảo, đôi bên đạt thỏa thuận và chính thức ký hợp đồng vào tối ngày 23 tháng 5 tại văn phòng của đội bóng. Bản hợp đồng giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và ông Polking có thời hạn tối thiểu là 2 năm. Tuy nhiên thì vì cần thời gian thu xếp công việc và gia đình nên ông Polking chưa thể dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận đối đầu với câu lạc bộ Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2023-2024. Huấn luyện viên sinh năm 1976 sẽ chính thức ra mắt với người hâm mộ trong chuyến làm khách của đội bóng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á cũng như là có thành tích đã đạt được trong quá khứ thì ông Polking được kỳ vọng là sẽ cùng câu lạc bộ thủ đô đạt được những thành tích cao, thành công chinh phục những đấu trường trong và ngoài nước. Như vậy là ông Polking đã chính thức thay cho huấn luyện viên Piatek dẫn dắt nhà đương kim vô địch. Đây là bản hợp đồng không bất ngờ khi nguồn tin của Sunstar cho biết là câu lạc bộ này và ông Polking từng có ý định là kết duyên với nhau từ hồi năm ngoái. Hiện tại thì Công an Hà Nội đang có 31 điểm và kém 8 điểm so với đội đầu bảng Nam Định. V-League hiện chỉ còn 6 vòng đấu nữa nên cơ hội để cho ông Polking giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội bảo vệ ngôi vương là không lớn, có thể nói là thách thức vô cùng khó khăn. Mới đây khi nói về huấn luyện viên Kim Sang-sik, tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam, thì nhà báo thể thao ở Indonesia đã đề cao huấn luyện viên người Hàn Quốc và cho rằng tuyển Indonesia không dễ để vượt qua tuyển Việt Nam của ông Kim Sang-sik ở đấu trường AFF Cup. Trang Bola của Indonesia ngày 23 tháng 5 đã cho đăng tải bài nhận định về cặp đấu tại bảng B AFF Cup 2024. Nhà báo thể thao Choki Sihotang cho rằng là trận derby của hai vị huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong và Kim Sang-sik hứa hẹn là kịch tính và tuyển Indonesia cần phải cảnh giác cao độ khi chạm trán với Việt Nam. Theo cây bút Choki cho biết thì tân thuyền trưởng Kim Sang-sik có thể mang đến những làn gió mới cho Việt Nam, khác hẳn với hình ảnh dưới thời huấn luyện viên Philippe Jouzier. Cụ thể, bài báo cho biết, ngay khi biết được tuyển Indonesia được xếp cùng bảng với Việt Nam, người hâm mộ bóng đá trong nước, đặc biệt là những cổ động viên trung thành của Garuda, ngay lập tức bày tỏ sự phấn khích. Thật thú vị bởi trong những năm gần đây, Việt Nam trở thành một trong những đối thủ không đội trời chung của tuyển Indonesia, thậm chí còn vượt qua cả Thái Lan và Malaysia. Cuộc đọ sức giữa hai đội thực sự thường là gây ra hao tổn sức lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chẳng biết tuyển Indonesia và Việt Nam đã gặp nhau bao nhiêu lần khi mà hai đội quá hiểu nhau. Trong hai trận thuộc vòng loại World Cup 2026 cách đây chưa lâu, Việt Nam đã hai lần gục ngã. Họ thất bại 0-1 tại sân Bung Karno trước khi thảm bại 0-3 tại sân nhà Mỹ Đình. Tuy nhiên thời điểm này, ông Shin Tae-yong và các học trò phải hết sức cảnh giác. Việt Nam được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới là đồng hương với ông Shin Tae-yong. Chiến lược gia 47 tuổi này mới nhậm chức chưa lâu nhưng có thể mang đến nhiều nét mới cho đội tuyển này. Nhà báo người Indonesia tiếp tục lại đưa ra bình luận khi đánh giá cao huấn luyện viên Kim Sang-sik. VFF đặt mục tiêu quan trọng cho người kế nhiệm ông Philippe Jouzier, một trong số đó là vô địch AFF Cup 2024. Có thể hiểu, ông Kim Sang-sik được kỳ vọng là sẽ nối bước người tiền nhiệm cũng đến từ Hàn Quốc Park Hang-seo. Ông Kim không phải là một huấn luyện viên tầm thường. Cựu đồ tể của tuyển Hàn Quốc với 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã rất thành công trong việc đưa câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors lên ngôi vô địch K-League năm 2021 và đoạt danh hiệu Cúp FA năm 2022. Bên cạnh việc đánh giá cao ông Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam thì cây bút Choki còn cho rằng tuyển Philippines cũng là một đối thủ không dễ đánh bại khi được dẫn dắt bởi chiến lược gia Tom Sinfiet người Bỉ. Trang này viết,
Đến từ Bỉ, ông Tom Sinvet có nhiều kinh nghiệm phát triển các đội bóng cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trước khi huấn luyện tuyển Philippines vào tháng 2 năm 2024, ông Tom Sinvet từng dẫn dắt U17 Qatar, các đội tuyển Namibia, Togo, Trinidad và Tobago, Gambia. Dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên này, rất có thể Philippines sẽ chơi tấn công dựa vào sức mạnh của hàng tiền vệ. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, chắc chắn ông Sinteyang sẽ phải tính toán cẩn thận để đánh bại tuyển Philippines. Sự thận trọng của nhà báo người Indonesia là không phải không có cơ sở, do AFF Cup là không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, giống như vòng loại World Cup nên đội tuyển này đang đứng trước nguy cơ vắng nhiều trụ cột chơi bóng ở nước ngoài do các câu lạc bộ chủ quản từ chối nhả quân. Điều này cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của họ tại đấu trường AFF Cup, đấu trường mà họ rất quyết tâm đoạt chức vô địch. Thêm một lý do nữa là ở AFF Cup tới đây, Việt Nam sẽ được tiếp đón Indonesia trên sân nhà và trận đấu này hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt quyết định suất đầu bảng của cả hai đội. Cũng liên quan đến đội tuyển Indonesia, mới đây thì một ngôi sao nhập tịch đã bị sốc khi không được ông Sinteyong gọi lên đá vòng loại World Cup. Vừa qua thì ông Sinteyong đã triệu tập 22 cầu thủ lên đội tuyển Indonesia nhằm chuẩn bị cho trận tái đấu với tuyển Philippines thuộc khuôn khổ trận lượt về bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong đó có 13 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Hai cái tên nhập tịch thường xuyên có mặt trên đội tuyển bất ngờ không được gọi tập trung lần này là Enkan Bagot và Mark Lok. Ngoài ra, ông Sinteyong cũng không trao cơ hội cho một số cầu thủ. Ngược lại thì những gương mặt quen thuộc như là Asnavi, Ricky Ditho, Pratama Ahan, Marcelino Ferdinand và ba cầu thủ nhập tịch là Hapner, Nathan và Ivazener hay một số cầu thủ khác vẫn được triệu tập. Tiền vệ Mark Lok, một cầu thủ nhập tịch của tuyển Indonesia không được triệu tập lần này, mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông. Thành thật mà nói, tôi bị sốc khi nhìn thấy danh sách tập trung đội tuyển Indonesia trên các phương tiện truyền thông. Chân sút nhập tịch của tuyển Indonesia tiếp tục cho biết. Vì vậy, có thể nói tôi rất thất vọng nhưng sẽ không nản lòng, đặc biệt khi tôi đang có màn thể hiện tốt ở màu áo câu lạc bộ Persib Bandung. Còn nhớ thì lần gần nhất mà Mark Lok ra sân cùng đội tuyển Indonesia là khi đội bóng này để thua 1-3 trước Iraq ở trận mở màn bảng D. Vòng chung kết Asian Cup 2024 diễn ra tại Qatar hồi tháng 1 năm nay. Sau cùng thì anh này nhấn mạnh, dù huấn luyện viên quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của ông ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng đây chưa phải là điểm kết thúc hành trình của tôi với tuyển Indonesia. Cũng cần nói thêm rằng là tiền vệ Mark Lok cũng được triệu tập vào đội tuyển Indonesia ở trận gặp Việt Nam tại lượt trận thứ 3 và thứ 4 ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup. Tuy nhiên thì cầu thủ này không được thi đấu ở trận thứ 4. Anh thậm chí còn không thể sang Việt Nam đá trận lượt về do đã gặp phải chấn thương. Ở một trận đấu khác thì mới đây huấn luyện viên Jesus Casas của đội tuyển Iraq đã bị chỉ trích vì danh sách triệu tập đội tuyển này chuẩn bị cho hai trận đấu cuối tại vòng loại World Cup, trong đó có trận đấu gặp Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Iraq IFA mới đây đã cho công bố danh sách triệu tập các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia ngày 21 tháng 5 nhằm chuẩn bị cho hai lượt trận cuối tại bảng F vòng loại World Cup. Theo lịch thi đấu, đội tuyển này sẽ hành quân đến làm khách trên sân của đội tuyển Indonesia ngày 6 tháng 6 và sau đó là về sân nhà tiếp đón tuyển Việt Nam. Đáng chú ý là trong tổng số 26 cầu thủ chất lượng được ông Casas triệu tập lên đội tuyển Iraq có đến 10 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó thì 6 cầu thủ khoác áo các câu lạc bộ châu Âu. Ngoài ra thì một số tân binh trẻ cũng được gọi lên tuyển lần này nhằm thử nghiệm chạy đà cho Olympic Paris 2024. Thực tế điều này là không khó hiểu bởi đội tuyển Iraq vốn đã giành vé sớm đến vòng loại thứ 3 sau 4 trận thắng. Dù vậy thì ngay khi danh sách triệu tập đội tuyển Iraq được công bố, huấn luyện viên Casas đã nhận về một loạt chỉ trích. Trong đó thì huấn luyện viên người Iraq, đó là ông Saad Al-Fayed, chia sẻ trên tờ Win cho rằng: sự vắng mặt của ngôi sao Hassan đã khiến cho tôi ngạc nhiên. Cậu ấy đang thi đấu với phong độ tốt thời điểm này và tạo ra sự ảnh hưởng tương đương với Ali Jassim. Việc không gọi Hassan vào đội tuyển Iraq có thể chôn vùi tài năng của cậu ấy và sẽ đưa chúng ta trở lại trước Asian Cup, tức là bị loại ở bán kết. Tôi cho rằng việc cậu ấy vắng mặt trong danh sách này sẽ phản ánh tiêu cực về trình độ của cậu ấy và Hassan phải được đối xử công bằng cách triệu tập lên đội tuyển Iraq.
Cùng đưa ra quan điểm thì cựu danh thủ Ahmed Khoudary của tuyển Iraq cho biết danh sách này có thể là cân bằng và ổn định phần nào, nhưng nó thiếu sự phục vụ của 5 cầu thủ xứng đáng góp mặt nhờ trình độ tuyệt vời của họ ở và giải vô địch quốc gia Iraq. Đó là Mohamed Hamid Hassan và cầu thủ Mohamed Qasim. Zaba và Sabat Abdul Amir có thể cung cấp bổ sung chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Thành thật mà đánh giá, một số cái tên khác có tên trong danh sách không xứng đáng được đại diện cho những chú sư tử lưỡng hà do họ liên tục mắc sai lầm ở giải vô địch quốc gia. Tôi sẽ không nhắc đến những cái tên đó, nhưng những cơ hội này đáng lẽ phải được trao cho những người khác để họ có thể thể hiện đẳng cấp của mình với huấn luyện viên. Vị này nói thêm. Ngoài ra thì cựu danh thủ đội tuyển Iraq là Basim Abad chỉ trích gay gắt. Danh sách của ông Jesus Casas thì ổn, nhưng có một vấn đề lớn với một số cái tên trong danh sách. Thành thật mà đánh giá, khi nhìn nó, tôi đã ngạc nhiên và tự hỏi những cái tên này tại sao lại được gọi. Tôi sẽ không nhắc tên để không làm mất lòng họ. Nhưng tôi chỉ muốn một điều, tại sao ông Casas lại nhất quyết gọi họ lên tuyển. Những cầu thủ trước đây không công hiến gì cho đội tuyển quốc gia. Có những cầu thủ giỏi hơn nhưng lại không có cơ hội lên đội tuyển, đặc biệt là ở hàng tiền vệ và hàng thủ. Tôi cho rằng tuyển Iraq cần đổi tên ở hai vị trí này dựa vào những cái tên quen thuộc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.